Hello, xin chào cả nhà. Em lên đồng hồ Casio Multiband 6 quay chapter nha. Con này là nguyên hộp mới ken luôn. Pin năng lượng nha cả nhà, size 43. Đó cả nhà thấy cái kim nó chạy ngược không? Đó là chức năng đếm ngược nha, đồng hồ cát. Một chức năng rất là thú vị của đồng hồ này nha cả nhà. Nó có báo thức nè, xem được giờ thế giới nè, nó có 24 múi giờ trong đồng hồ đó cả nhà. Rồi bấm giờ thể thao nè, đếm ngược thể thao nè. Nó có dạ quang nữa, size ngang là 43 nha. Anh em nào tay phải 16 rưỡi đổ lên mang mới vừa nha cả nhà. Đó, đẹp lan can nguyên hộp luôn. Pin năng lượng rất là khỏe nha. Một con mặt đen, một con mặt xanh. Đó, rất là đẹp, dây bao dài luôn anh em ơi. Đó. Hàng có sao em nói vậy nha. Đây, rất là đẹp. Full chức năng luôn. Em chỉnh được lịch vạn niên con này luôn nha cả nhà. Đó, rồi, em mời cả nhà nha.